Bây giờ thì nói về phép cộng thêm ma trận nhé. Cái tiết học này nó rất ngắn và vì vấn đề của chúng ta rất dễ thôi. Chúng ta có thể lấy ma trận A cộng với ma trận B để ra một cái ma trận C nào đó. Với cái điều kiện là ma trận A và ma trận B phải có cùng kích cỡ như nhau. Ma trận A có cùng kích cỡ với ma trận B. Ma trận A phải có cùng kích cỡ với ma trận B nhé. Đấy, điều kiện này, hai ma trận này phải có cùng kích cỡ thì chúng ta mới cộng được. Đấy. Ví dụ ma trận A có kích thước là 5 nhân với 3, tức là 5 hàng 3 cột. Thì ma trận B cũng phải có kích thước 5 nhân 3 thì mới cộng hai ma trận này lại với nhau được. Có cùng số hàng, có cùng số cột thì mới cộng với nhau được, chứ không không là không không, không cộng lại được. Đấy. Được chưa? Và một cách tổng quát thì chúng ta có ma trận A kích thước M nhân N cộng với ma trận B có kích thước M nhân N thì bằng ma trận C cũng có kích thước cũng M nhân N. Tức là A và B phải có cùng kích thước với nhau thì mới cộng với nhau được. Sau khi cộng với nhau thì được kết quả lại ra một cái ma trận C cũng có cùng cùng kích thước với A và B nhá. Đấy là cái điều kiện để chúng ta có thể thực hiện phép cộng hai cái ma trận. Đấy, cách đồ dấu thứ ba là cái quy tắc cộng. Quy tắc cộng muốn cộng hai ma trận với nhau ta làm thế nào? À, cái phần tử ở ma trận A gọi là a y z, lấy cái phần tử ở hàng thứ y của thứ z cộng với cái phần tử ở ma trận B cũng thuộc hàng thứ y của thứ z thì ra được cái phần tử ở ma trận C cũng thuộc hàng thứ y của thứ z. Tức là lấy các phần tử tương ứng của A và B ở cùng hàng cùng cột cộng lại với nhau, có vậy thôi. Đấy là cái quy tắc cộng hai ma trận. Gạch đầu dòng kế tiếp. Ví dụ ma trận A ta lấy đơn giản thôi. Không, 2 3 1 trừ 4 0 5. Ma trận có kích thước là 2 hàng và 3 cột. Thì ma trận B muốn cộng được với ma trận A thì cũng phải có kích thước 2 hàng và 3 cột. 1 trừ 2 3 5 9 trừ 1, ví dụ vậy chẳng hạn. Đấy. Đấy, có cùng kích thước với nhau nhé. Bây giờ chúng ta thực hiện cộng này. Một cái việc mà ai cũng có thể làm được. Thì khi đó ma trận C sẽ bằng ma trận A cộng với ma trận B và bằng cái gì? Hàng thứ 1 cột 1 cộng với hàng 1 cột 1 của ma trận B. 2 cộng với 1 là 3. Hàng 1 cột 2 thì cũng cộng với hàng 1 cột 2. 3 với trừ 2 là 1. 1 với 3 là 4. Đấy. Hàng 2 cột 1 ở ma trận A đem cộng với hàng 2 cột 1 ở ma trận B thì ra hàng 2 cột 1 ở ma trận C trừ 4 cộng với 5 là 1. 0 cộng với 9 là 9. 5 cộng với 1 5 cộng với trừ 1 chứ nhỉ, là 4. Nó đơn giản đến vậy thôi. Phép cộng hai ma trận chẳng có cái gì phức tạp cả. Ở cách đồ dòng cuối cùng chúng ta có cái lưu ý thế này. Không khó để nhận ra là phép cộng hai ma trận có tính chất giao hoán, có nghĩa là a cộng b thì cũng bằng b cộng a. A cộng B thì cũng bằng B cộng A. Có phải vậy không? Vì rõ ràng là khi chúng ta viết ma trận A cộng ma trận B theo cái quy tắc tính toán ta vừa bàn đấy, cụ thể như trong trường hợp này 2 cộng với 1 thì cũng bằng 1 cộng với 2 thì ra kết quả đều là 3 cả. Lấy 3 cộng với trừ 2 hay lấy trừ 2 cộng với 3 thì cũng như thế cả. Đúng không? Cho nên là nó có tính chất gì? Giao hoán. Và nó cũng có tính chất kết hợp nữa, là nếu như chúng ta có ba cái ma trận chẳng hạn thì A cộng với B
cộng với C thì cũng bằng gì? À, thì cũng bằng A cộng với B cộng với C. Giả sử chúng ta có ba cái ma trận có cùng kích cỡ và đem cộng với nhau chẳng hạn. Thế thì ta cộng A với B trước và kết quả rồi mới cộng với C. Hoặc là ta cộng B với C trước rồi lấy kết quả rồi cộng với A. Không khó để nhận ra là nó cũng giống nhau. Vấn đề nó quá dễ, cũng không cần thiết để giải thích, chỉ lưu ý để cho em nhớ cái chuyện đó thôi. Cái gì nữa nhỉ? Trong đại số thì chúng ta biết là bên cạnh phép cộng thì có phép trừ. Và trừ với cộng đôi khi được gộp là 1. Trừ chẳng qua là cộng với số đối của cái số đó thôi. Thế thì ở đây bên cạnh phép cộng giữa hai ma trận thì cũng có phép trừ giữa hai ma trận. Thì quy tắc tính toán chẳng có gì khác cả. Nếu như lấy ma trận A mà trừ ma trận B thì sao? Thì cùng quy tắc như thế này thì thay dấu cộng và dấu trừ thôi. Ví dụ lấy A trừ B thì ra ma trận C sẽ là gì? Phần tử tương ứng của hàng Y cột J ở ma trận A trừ đi phần tử tương ứng ở phần Y cột J của ma trận B thì ra cái phần tử ở hàng Y cột J của ma trận C, thay dấu cộng và dấu trừ thì chẳng có gì khác cả. Rất dễ phải không? Cộng với hai ma trận là cái thứ không có nhiều chuyện để bàn, nên chúng ta kết thúc cái tiết học ở đây.